Bây giờ hãy tiếp tục học bài 62 tương ứng với phần 3 bài 25 quyển 2. Đầu tiên là từ hơn nữa. Ở且. Ở. Ở. Chỉa. Chỉa. Ở且. Ở且. Hơn nữa anh ấy còn biết tiếng Trung. Ở chia tha khái khuẩy trung quấn. Ở chia tha khái khuẩy trung quấn. Hơn nữa bạn ấy còn biết hát kinh kịch. Ở chia tha khái khuẩy trang kinh kịch. Ở chia tha khái khuẩy trang kinh kịch. Hãy nói, để Mary đi đi ạ. Rằng Mã Lì chui bà. Bạn ấy tiếng Trung học rất tốt. Tha khải yu xuế đờ hẳn hảo. Nói cũng rất lưu loát. Xuế đờ yế hẳn liếu lì. Hơn nữa, bạn ấy còn biết hát kinh kịch. Ở chìa tha khái khuẩy trang kinh kịch. Ở chìa tha khái khuẩy trang kinh kịch. Vậy à, em ấy kinh kịch hát thế nào? Sì mà? Tha kinh kịch trang đờ zěn mě yǎng? Thầy giáo Vương nói là bạn ấy hát rất khá. Wǎng lǎo shì shuō tā chāng de hěn bù cuò. Bây giờ là từ lợi hại, giỏi. Lì hài. Lì. Lì. Hài. Hài. Lì hài. Lì hài. Đặc biệt lợi hại. Thừa biế lì hài. Thừa biế lì hài. Tiếng Trung của anh ấy đặc biệt lợi hại. Tha de hài yu thừa biế lì hài. Tha de hài yu thừa biế lì hài. Lợi hại như vậy, giỏi như vậy. Nà mà lì hài. Nà mà lì hài. Em ấy giỏi như vậy á. Tha nà mà lì hài. Tha nà mà lì hài. Hãy nhắc lại, để Mary đi đi ạ. Rằng Mã Lì chui bà. Bạn ấy tiếng Trung học rất tốt. Tha khải yu xuế đờ hẳn hảo. Nói cũng rất lưu loát. Xuế đờ yế hẳn liếu lì. Xuế đờ yế hẳn liếu lì. Hơn nữa, bạn ấy còn biết hát kinh kịch. Ở chìa tha khái khuẩy trang kinh kịch. Ở chìa tha khái khuẩy trang kinh kịch. Vậy à, em ấy kinh kịch hát thế nào? Sì mà, tha kinh kịch trang đờ zěn mě yǎng?
是吗？他京剧也唱得怎么样？Thầy giáo Vương nói bạn ấy hát rất khá. Wang lão sư nói ta chàng đờ hẳn bù chuộ. Em ấy giỏi như vậy à? Em ấy lợi hại như vậy à? Tha nà mà lì hại. Tha nà mà lì hại. Bây giờ là từ nghiêm túc. Âm Hán Việt là nhận chân. Rèn chân. Rèn. Rèn. Chân. Chân. Rèn chân. Rèn chân. Nghiêm túc học tập đi. Rèn chân xuyên xí bả. Rèn chân xuyên xí bả. Học tập rất nghiêm túc, dùng bổ ngữ trạng thái với chữ tơ. Xuyên xí đờ hẳn rèn chân. Xuyên xí đờ hẳn rèn chân. Nghiêm túc làm việc đi. Rèn chân công tác bả. Rèn chân công tác bả. Cực kỳ nghiêm túc. Phi thường rèn chân. Phi thường rèn chân. Bạn ấy làm cái gì cũng đều làm cực kỳ nghiêm túc. Tha zuo shenme dou zuo de fei chang ren zhen. Tha zuo shenme dou zuo de fei chang ren zhen. Hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Để Mary đi đi ạ. Bảo Mary đi đi ạ. Rằng Mã Ly chui bà. Bạn ấy tiếng Trung học rất tốt. Tha Hải Yu xuế đờ hẳn hảo. Nói cũng rất lưu loát. Su đờ yế hẳn liếu lỉ. Hơn nữa bạn ấy còn biết hát kinh kịch. Ở chìa tha hái hội chàng kinh kịch. Ở chìa tha hái hội chàng kinh kịch. Vậy à, em ấy kinh kịch hát thế nào? Sư ma, tha kinh kịch chàng đờ tấm yàng. Thầy giáo Vương nói là bạn ấy hát rất khá. Wang lão sư nói ta chàng đờ hẳn bù chuộ. Em ấy lợi hại như vậy à? Tha nà mà lì hại. Tha nà mà lì hại. Bạn ấy làm gì cũng đều làm cực kỳ nghiêm túc. Tha zuo shenme dou zuo de fei chang ren zhen. Tha zuo shenme dou zuo de fei chang ren zhen. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên,售货员, chính lý. Hoan nghênh. Khoan yến. Một chai. Y ping. Cửa hàng. Sang biển. Nghỉ ngơi. Siêu xỉ. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào y trang điện thoại cả.
đi máy bay hay là tàu hỏa? 坐飞机还是火车? Hãy thử thêm xem. 再试试. Đuổi chó, đuổi cẩu. 数狗. Tắm, giặt quần áo. 洗澡,洗衣服. Chơi máy tính. 玩电脑. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ rẽ trái. Đào hồng lửa tân nở hoàng rúa quải. Bến xe buýt. Công cộng chỉ trơ trạm. Mua vé cho tôi. Cái úa mái phèo. Đánh thái cực quyền. Tả thái chí quyền. Không hiểu nghĩa là gì, không hiểu là nghĩa gì. 不懂是什么意思? Có khả năng là bị cảm rồi. 可能感冒了. Biểu diễn tiết mục. 表演节目. Học không tệ. 学得不错. Trình độ tiếng Trung. 汉语水平. Đâu có. Ná lỉ. Lưu loát, trôi chảy. Liếu lỉ. Tiến bộ rất lớn. Chiến bộ khẩn tả. Đề cao rất nhanh. Thí cao được khẩn khoải. Phát âm không chuẩn. Phát âm bù biêu chuẩn. Hơn nữa. Ở chìa. Cực kỳ nghiêm túc. Phi tráng rèn chân. Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nào mà lì khải.